Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ ba, ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự trưa nay có những nội dung chính như sau. Sở Tư pháp tổ chức tọa đàm trao đổi về quyền tự do kinh doanh. Nông dân Quảng Bình chung sức xây dựng nông thôn mới. Phóng sự cảnh sát và các chiêu lừa đảo của Tiệp Thị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản di chúc thiêng liêng. Di chúc của người là sự kể tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, thể hiện cô đồng trí tuệ, nhân cách của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn của dân tộc. Mỗi câu, mỗi chữ trong bản di chúc đều chứa đựng những suy nghĩ, chắc lọc sâu sắc từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã dành cả cuộc đời cho nước, cho dân. Với tư tưởng giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, di chúc của người là tài sản vô giá của dân tộc. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 16 tháng 9, Sở Tư pháp đã tổ chức tọa đàm trao đổi về quyền tự do kinh doanh, các quy định liên quan đến doanh nghiệp được quy định trong hiến pháp và pháp luật. Đây là một trong những hoạt động thực hiện chương trình 58 năm của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 và đề án tăng cường các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2014. Thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng và Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng như Hiến pháp, Luật Doanh nghiệp 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2013, trong đó có nội dung quy định về quyền tự do kinh doanh. Việc thừa nhận và đảm bảo quyền tự do kinh doanh là cơ sở hình thành môi trường cạnh tranh bình đẳng và lành mạnh cho từng lĩnh vực kinh tế cụ thể cũng như cho toàn bộ nền kinh tế. Trong đó, nhà nước sẽ điều tiết nền kinh tế thị trường thông qua cơ chế điều tiết kinh tế vĩ mô dựa trên hệ thống pháp luật phù hợp, chính sách đúng đắn và các giải pháp có tính khả thi nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Tại tỉnh Quảng Bình, hệ thống pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã và đăng ký thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng đã được ban hành khá đầy đủ, kịp thời và phát huy hiệu quả tích cực. Hàng năm, số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục tăng. Đến nay, đã có 3.650 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn đăng ký là 15.570 tỷ đồng, thu hút trên 50.000 lao động thường xuyên và hàng chục ngàn lao động thời vụ. Hoạt động của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng, mở rộng sang nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quyền tự do kinh doanh tại Quảng Bình vẫn còn gặp phải một số khó khăn vướng mắc. Các quy định của pháp luật thiếu tính đồng bộ, chưa có sự thống nhất, dẫn đến khó khăn trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại các địa phương. Việc tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát các chủ trương chính sách, quy định liên quan đến quyền tự do kinh doanh chưa được quan tâm. Vì thế mà một số chính sách đã ban hành nhưng chưa được triển khai thực hiện. Hưởng ứng năm thanh niên tình nguyện, thời gian qua các đoàn trường học đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện, tích cực tham gia đảm nhận nhiều công trình, thực hiện tốt các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Hiện nay toàn tỉnh có hơn 50 công trình thanh niên với tổng trị giá trên 500 triệu đồng. Các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ngày càng đa dạng hơn về hình thức tổ chức và chất lượng, hiệu quả hoạt động. Các đoàn trường đã tập trung chỉ đạo đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện tại các địa bàn dân cư như khám và cấp thuốc miễn phí cho 850 lượt người, hỗ trợ giúp đỡ 10 nhà tình nghĩa với tổng số tiền trên 50 triệu đồng. Tổ chức cả lớp tuyên truyền, ra quân làm vệ sinh môi trường, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia. Bên cạnh đó, các đoàn trường học trong toàn tỉnh đã tặng hơn 1.000 suất quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách và trao tặng hơn 130 suất học bổng cho đoàn viên thanh niên, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em làng SOS, trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật.
với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Đảng ủy xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch vừa tổ chức quyên góp ủng hộ giúp đỡ gia đình nông dân gặp rủi ro do hoạn nạn. Gia đình ông Nguyễn Đào ở thôn 1 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch thuộc diện hộ nghèo. Bản thân ông già yếu, bị thay biển mạch máu não, bại liệt hai chân không đi lại được. Vừa qua, gia đình ông gặp sự cố chập điện gây hỏa hoạn lớn, thiêu rụi ngôi nhà và toàn bộ đồ dùng trong gia đình, nhưng may mắn không có thiệt hại về người. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền thôn 1 Phúc Đồng cũng như bà con đời sống đã kịp thời hỗ trợ làm cho gia đình ông một ngôi nhà tạm. Đảng ủy xã Phúc Trạch cũng đã phát động toàn thể cán bộ công chức viên chức cấp xã, cán bộ giáo viên và toàn thể nhân dân ủng hộ gia đình ông Nguyễn Đào với số tiền 63,5 triệu đồng. Chương trình thời sự trưa nay xin được chuyển sang một số thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Nông dân Quảng Bình chung sức xây dựng nông thôn mới. Phóng sự cảnh sát và các chiêu lừa đảo của tiệp thị. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Lê Hòa, huyện Tuyên Hóa kiểm tra đánh giá hiệu quả mô hình gà thả vườn trên địa bàn xã. Mô hình được triển khai thực hiện từ tháng 4 năm 2014 với 2.000 con gà giống do hai hộ dân của xã Lê Hòa thực hiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh hỗ trợ 100% giá trị con giống, 30% thức ăn chăn nuôi giai đoạn đầu. Gia đình chị Lê Thị Hồng Thẩm và chị Nguyễn Thị Thanh là hai hộ được tham gia mô hình. Theo đánh giá của cán bộ chuyên ngành chỉ đạo mô hình, thì tỷ lệ gà nuôi sống đạt 85%. Các hộ tham gia thực hiện đề án đã bằng các điều kiện về vườn thả, chuồng trại, lao động để phát triển chăn nuôi gà thả vườn theo phương pháp tự nhiên. Thức ăn chăn nuôi chủ yếu là ngô, sắn và một số loại thức ăn khác có sẵn tại địa phương, giá thành rẻ. Cán bộ kỹ thuật đã hướng dẫn các hộ tham gia mô hình thực hiện tốt việc xây dựng chuồng trại, dụng cụ ủm gà, chụp sưởi, bổng điện, trổ lót nền, màng ăn, màng uống, phun thuốc khử trùng chuồng trại trước khi nhập giống. Đặc biệt là quy trình chăm sóc, theo dõi, phòng trừ dịch bệnh và tư vấn xử lý những phát sinh tại cơ sở. Trước khi nhận gà về nuôi, các hộ thực hiện mô hình đã được tổ chức tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi gà. Sau 77 ngày thả giống đến nay, đàn gà sinh trưởng và phát triển tốt, không có dịch bệnh xảy ra, trọng lượng đạt từ 1,1 đến 1,5 kg một con. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua các cấp hội nông dân Quảng Bình đã phát động nhiều phong trào thi đua nhằm phát huy vai trò chủ thể của người nông dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thời gian qua, các cấp hội nông dân trong toàn tỉnh đã tổ chức được 880 buổi tuyên truyền phát động vận động nông dân hiến kế, hiến đất, hiến công để xây dựng nông thôn mới cho gần 41.000 cán bộ hội viên nông dân tham gia. Tính đến nay, Quảng Bình có gần 1.300 chi hội nông dân làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, duy trì các công trình tự quản ở địa phương và các công trình mang tên hội nông dân. Để chung tay xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm đến nay, hội viên nông dân tỉnh Quảng Bình đã đóng góp trên 80.000 ngày công, hơn 13 tỷ đồng để làm mới, tu sửa nhiều công trình phúc lợi trên địa bàn như đường giao thông nông thôn, công trình điện chiếu sáng, nhà văn hóa. Xác định công tác xây dựng tổ chức hội nông dân là nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa quyết định chất lượng hoạt động của tổ chức hội và phong trào hội. Hội nông dân Quảng Trạch đã tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, nâng cao hiệu quả của tổ chức hội. Đến nay, hội nông dân huyện Quảng Trạch có 18 cơ sở hội, 114 chi hội và 150 tổ hội với tổng số gần 22.000 hội viên. Nội dung, hình thức hoạt động của các chi tổ hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. 100% cơ sở hội trong huyện đều xây dựng được quỹ hội, trong đó quỹ cơ sở đạt 164 triệu đồng, quỹ chi hội với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, tăng trên 290 triệu đồng so với năm 2013. Để xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, thời gian tới, các cấp hội nông dân huyện Quảng Trạch sẽ thực hiện nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chi tổ hội, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác hội tại cơ sở. Cùng với đó, các cấp hội sẽ đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tạo thêm nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất kinh doanh như tạo nguồn vốn vay, tập huấn khoa học kỹ thuật để nâng cao vai trò của tổ chức hội trong hội viên. Từ đầu năm đến nay, giá trị thu nhập từ lâm nghiệp của xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch đạt hơn 7 tỷ đồng. Xác định phát triển kinh tế rừng là hướng đi bền vững để xóa đói giảm nghèo. Thời gian qua, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch đã thực hiện tốt việc giao đất giao rừng đến từng hộ gia đình để phát triển kinh tế, mang lại thu nhập cao cho người dân. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, giá trị thu nhập từ lâm nghiệp của xã Lâm Trạch đạt hơn 7 tỷ đồng, chiếm 37% tổng thu trên địa bàn. Nguồn thu từ lâm nghiệp chủ yếu là từ rừng trồng và khai thác giao thông. Thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo bà con đầu tư phát triển diện tích rừng theo hướng bền vững, đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp.
nâng cao giá trị thu nhập cho các hộ dân gắn bó với nghề rừng. Thưa quý vị và các bạn, theo phản ánh của người dân xã Gian Minh, huyện Quảng Ninh, thời gian qua trên địa bàn xã đã xuất hiện một số đối tượng dùng nhiều thủ đoạn nhằm lừa đảo người dân bằng việc tiếp thị các sản phẩm như bếp tư, bồ nôi khử độc tố. Không ít người đã nhảy ra cả tinh rực tinh triệu để mua về những sản phẩm không có giá trị sử dụng như khi được tiếp thị. Sau khi đưa người nhà đi chữa bệnh ở Hà Nội về, ông Hoàng Văn Tuyền, thôn Trường An, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh đã gặp các nhân viên tiếp thị. Họ giới thiệu sản phẩm bếp tư và bồ nôi khử độc tố rất có lợi cho sức khỏe. Nhà ông Tuyền có đến 3 người mắc bệnh tim, đau ổn liên miên, ăn uống cũng phải kiêng khem. Nên ông Tuyền quyết định mua bộ sản phẩm trên với giá 4.500.000 đồng. Có người gọi mới nói là giới thiệu sản phẩm là bồ sáu nôi là chống độc tố, và nếu như có độc là sẽ đổ màu tím. Thì là gia đình là nói nếu cái bồ nôi mà có chống độc tố thì là gia đình mua. Có người là phải vay mượn, có người là nếu như bản thân tôi là về vợ con cháu đi Hà Nội vô thì nói thiệt là ba con tới chơi người cho 100, người cho 5-70 là bỏ vào đây mua là xong là bị lừa. Cũng giống như ông Tuyền, gia đình ông Đinh Duy Lâm, bà Nguyễn Thị Sền ở thôn Đức Thắng, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh cũng bỏ ra tiền triệu để mua bộ sản phẩm bếp tư và bồ nôi khử độc tố. Dù đã nghi ngờ trước những thủ đoạn như thế này, nhưng đến giờ bà Sền vẫn không hiểu vì sao mình lại cả tin như vậy. Rời nhà ông Lâm, bà Sền, chúng tôi tìm đến một số gia đình khác và nghe câu chuyện của họ. Một trong những chiêu lừa đảo mà các tiệm thịt hay sử dụng đó là đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin, thích hàng khuyến mãi của người dân. Những người bán hàng này nắm khá rõ hoàn cảnh của các gia đình mà mình giao hàng, để từ đó đưa ra lời giới thiệu khá hợp lý và thuyết phục. Thêm vào đó, các sản phẩm khuyến mãi, các phần quà giá trị khi mua bộ sản phẩm càng làm tăng thêm sự tò mò, hào hức của bà con. Tin lời tiệp thì người dân mất tiền oan, quà tặng hay sản phẩm khuyến mãi đến bây giờ cũng chẳng thể đâu. Nếu ông ba mua thêm cái bộ nôi á, là có mua toàn tất là 4 triệu. Là 4 triệu là được thưởng cái xe đắp máy hoặc là cái tivi hoặc tủ lạnh. Ba kể được có ông ba chọn, ông thì nói thôi thì tôi lấy chiếc xe đắp máy người ta rồi để đi làm ruộng. Là nói thôi thì chứ tôi không có tiền, nhớ chứ không có tiền. Con chưa gửi ra chưa có được chi vàng thì nói cáp với chi vàng được. Đây là nói cho mắc 1 triệu. Rồi hôm sau họ đem lên đó, họ đem nói đem lên là cái đem chiếc xe đắp máy lên rồi con mình đưa tiền, đưa thêm 1 triệu nữa. Là trong mấy ngày rồi 3 ngày điện thoại không thể đem lên nữa. Tại các gia đình đã chào hàng, các nhân viên tiếp thị đều để lại giấy biên nhận, giấy mời, phiếu bảo hành có địa chỉ của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Nam Quốc HL, địa chỉ 33/1 đường Bình Mỹ, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi tìm đến địa chỉ 314 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới, một trong những địa chỉ cụ thể nhất mà các nhân viên tiếp thị của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Nam Quốc HL để lại. Trên thực tế, địa chỉ này là của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Huệ. Liệu hai công ty này có liên quan đến nhau hay không? Hoàn toàn là không có cái gì liên quan cả. Lần đầu tiên là ở ngoài Quảng Trạch, ngoài Ron á, rất là xa. Nhưng mà lần sau là những nhóm người đó ở nông trường Việt Trung và có những người đó ở trên Quảng Ninh, dạ, những vùng như Tân Ninh, Xuân Ninh, được họ đến cùng 3 lần lận. Nhưng mà để tôi đều cũng phải giải thích với họ và cũng phải trả lời với họ rằng là không phải công ty mình bán ra những sản phẩm thế này. Như vậy, trong một khoảng thời gian ngắn, không chỉ những người dân xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, mà những người dân ở các địa bàn khác cũng bị mất tiền oan với những chiêu lừa đảo của tiếp thị. Theo giá thị trường, bộ sản phẩm bếp tư, bộ nôi trắng men, ceramic chỉ hơn 1 triệu đồng. Thế nhưng, hầu hết người dân đã phải chi đến 4 triệu rưỡi để mua. Các cơ quan chức năng phải vào cuộc, phải có biện pháp ngay những cái là công ty vì phải bảo vệ người tiêu dùng. Cho nên là cái phương pháp thứ nhất để mà là mình hạn chế được cái rủi ro cho những người dân là những người nghèo như bản thân gia đình tôi thì tôi rất mong muốn từng thôi. Trong khi chờ đợi những kết quả điều tra từ phía các cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác về các thủ đoạn lừa đảo tinh vi của tiếp thị. Theo như bà Đoàn Thị Huệ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Huệ, thì những công ty đã có thương hiệu, bán hàng có nguồn gốc thì không bao giờ có nhân viên tiếp thị đi bán hàng tại nhà. Vì vậy, trước khi quyết định mua một sản phẩm, người dân cần tìm đến những công ty, cửa hàng có thương hiệu, địa chỉ tin cậy, tránh bị cám dỗ bởi những sản phẩm quà tặng
hay khuyến mãi mà lại mất tiền oan. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 3. Hồi 7 giờ ngày 16 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc, cách bờ biển Hải Phòng Quảng Ninh khoảng 490 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức là từ 134 đến 149 km/h, giật cấp 15, cấp 16. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 đến 30 km. Như vậy, trưa nay 16 tháng 9, vùng tâm bão sẽ đi qua vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ. Đến 19 giờ ngày 16 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển Hải Phòng Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức là từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 15, cấp 16. Ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8, cấp 9, riêng khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16, sóng biển cao 5 đến 6 mét, biển động dữ dội. Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 đến 30 km. Như vậy, tối nay 16 tháng 9, vùng tâm bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ với cường độ cấp 10, cấp 11, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 17 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 105 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 7. Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 17 tháng 9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc, 101,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km/h. Tại Quảng Bình, do ảnh hưởng của hoàn lưu xa phía Tây Nam cơn bão số 3, nên thời tiết trong 24 giờ tới, trời nhiều mây có mưa mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Đây là một cơn bão mạnh có tốc độ di chuyển rất nhanh và diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi trong các bản tin bão tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, trong những diễn biến phức tạp của cơn bão, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, điền Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các sở ngành với nội dung như sau. 1. Thực hiện nghiêm túc các công điện số 20 CDTU ngày 14 tháng 9 năm 2014 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, công điện số 21 CDTU ngày 14 tháng 9 năm 2014 của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và công điện số 1762 CDTTG ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. 2. Đề phòng lũ quét sạt lở đất xảy ra ở vùng núi, nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước và tình trạng an toàn của các hồ chứa, thực hiện vận hành công trình theo đúng quy định, tăng cường công tác tuần tra canh gác, chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, sẵn sàng xử lý ngay từ đầu các sự cố khi vừa phát sinh, triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn hạ du các hồ chứa nước, các công trình đang thi công. 3. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, sử dụng mọi phương tiện bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú. 4. Duy trì lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. 5. Tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng chống bão lũ, nắm vững thông tin và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Hết nội dung công điện. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết trưa và chiều nay. Khu vực miền núi trời nhiều mây, có nơi mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông, gió tây đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có nơi mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông, gió bắc đến tây bắc cấp 3 cấp 4, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Khu vực thành phố Đông Hới trời nhiều mây, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, gió bắc đến tây bắc cấp 3 cấp 4, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây đến tây bắc cấp 6 cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét.